Quan Nghiệt vụ hai anh trai hãm hại hai em gái. Hai anh em ruột hiếp dâm hai em gái ruột. Cô chị đã có thai sinh ra một đứa con. Cả hai kẻ gây ra tội lỗi đã vào tù, nhưng cả gia đình đang trong cơn tuyệt vọng. Hơn một năm sau bi kịch đầy Quan Nghiệt, trong căn nhà lá lụp xụp tối tăm ở xã Trường Khánh, Long Phú, Sóc Trăng, nỗi đau vẫn nặng trĩu cùng với phận đời chưa biết sẽ bị đẩy đưa về đâu của một sinh linh bé nhỏ tội nghiệp và hai cô con gái ngây thơ. Hai anh em ruột hiếp dâm hai em gái ruột và cô chị đã có thai sinh ra một đứa con, cả hai kẻ gây ra tội lỗi đã vào tù, nhưng tương lai của cả gia đình vẫn đang đắm chìm trong một màu đen tuyệt vọng, lẫn lộn giữa sự đói khổ và tủi nhục. Hai cô gái được đặt tên rất đẹp, M, C, với mong mỏi của bố mẹ rằng cuộc đời các cô cũng sẽ nở hoa, nhưng ngờ đâu, những nụ hoa chưa kịp xòe cánh đã khô cằn, héo úa. Căn nhà lá sơ sát nằm nép bên một khúc sông rậm rì cây cối và thưa vắng nhà cửa. Trong căn nhà tranh tối tranh sáng, đồ đạc giường chiếu rách mướp, lượm thượm. M năm nay 19 tuổi, đứng giữa cột ngóng khách, cả nhà đều chân đất, quần áo lấm lem. Nhìn thấy tôi cười, cô cũng bẽn lẽn cười ngơ ngẩn. Tôi hỏi cô, con em đâu rồi? Thì cô chỉ vào một cái giường đóng bằng cây tạp trong góc nhà. Chiếc chiếu trải giường một rách để lộ ra những lỗ trống được vá lót bằng vỏ của bao phân. Đứa bé đáng thương nằm giữa một cái mền rách quơ quơ, đôi tai nhỏ xíu, đôi mắt tròn to trong veo nhìn mọi người. Bà Trần Thị P, mẹ của em M và C, chực rớt nước mắt bảo, tên của thằng nhỏ là Lê Văn H, nó sinh thiếu gần 2 tháng. Mẹ nó mất sữa, nhà thì đông ăn từng bữa nên cậu bé lớn lên còi cọc với thứ sữa rẻ tiền vài chục ngàn với nhãn hiệu lạ lùng. Bình sữa nguội ngắt mà thằng bé ôm lấy bú chục chục ngon lành. Sữa dù rẻ tiền nhưng những ngày có sữa đã là may mắn. Còn không thì bà P nấu cơm, chắc nước cơm để dành cho cháu. Bà P vừa là bà nội, vừa là bà ngoại, ngồi bên cháu nghẹn ngào kể chuyện. Ngày ngày vợ chồng tôi làm thuê kiếm được vài chục ngàn, nhiều khi không đủ để đông gạo. Cả nhà cũng bữa đói bữa no thì lấy đâu ra tiền để mua sữa cho thằng nhỏ. H 9 tháng tuổi chỉ nặng 4 kg, chỉ hơn một đứa trẻ sơ sinh bình thường một chút. Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ ở nhà M, cô bé lặng thinh từ đầu đến cuối, chỉ gật rồi lắc khi chúng tôi hỏi chuyện, thỉnh thoảng lại cười ngơ ngẩn. Con gầy, mẹ cũng gầy tổng gầy teo, da bệch bạc, mà không chỉ hai mẹ con, cha của em M, mẹ em M, em gái em M cũng đều gầy đói. C là cô em gái 12 tuổi của em M, phần vì bạn bè chọc ghẹo, phần vì gia đình ngày càng nghèo khó, đã bỏ học, giờ chỉ đi lêu lỏng. Nãy giờ em đứng góc nhà ngó chúng tôi. C không có vẻ rụt rè mà khá nhanh nhẹn, nhưng nụ cười vẫn thoáng chút ngơ ngác. Đã quá trưa mà cả nhà vẫn chưa ăn cơm. C chạy xuống bếp lục nồi, ngồi chùm hổm cạnh một chảo ốc gạo kho mặn trong một cái bếp lụp xụp. Tăm tối phía sau nhà, bà P bảo mớ ốc ấy bà mới mò được hôm qua, kho lên để dành ăn dần. Nhiều tháng nay cả nhà chỉ có mấy con cua, con ốc sống qua ngày. Đói nghèo nên tội. Nhìn thảm cảnh của gia đình bà P, không ai không uất hận với hành động mất nhân tính của hai gã con trai của bà. Theo hồ sơ vụ án, khi người em Lê Văn Thắng, 21 tuổi, bị cơ quan công an bắt giữ, đã khai ra hành vi hiếp dâm của người anh Lê Văn Hồng, 23 tuổi. Ngày xe tù đi về nhà ông P, mọi người tưởng là tòa cho Thắng về thăm nhà, nhưng không ngờ thằng anh nó cũng đi theo em trai luôn, ông Lê Văn P, cha của Thắng và Hồng kể. Bi kịch ngày hôm nay, bà P bảo chung quy là tại vì nghèo. Hai đứa con gái bị tâm thần rất nhẹ, nhưng không có tiền chữa đành để vậy. Hai đứa con trai không có tiền cho ăn học, ngày làm thuê, đêm đi lêu lỏng coi phim, bắt chước phim ảnh rồi làm bậy với chính em ruột của mình. Tôi thì không biết một chữ nên chẳng dạy bảo được con cái. Tiền bạc lại không có để lo cho chúng đi học, bà P buồn rầu nói. Chồng bà trước làm phụ hồ theo công trình ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ, mỗi tháng dư giả được 900.000 đồng gửi về. Nhưng từ khi sự việc xảy ra, ông chán nản vùi đầu vào rượu chè. Ngày trước gia đình cũng đói khổ, nhưng Hồng và Thắng cũng đi làm ruộng thuê, coi vuông tôm, ao cá.
nên bà P còn có chỗ để dựa dẫm khi đói miếng ăn. Giờ thì cả nhà chỉ còn một mình bà đủ vững chãi, nuốt nước mắt vào trong làm thuê, làm mướn để nuôi cả nhà. Với bà mẹ lam lũ ở miệt bưng biển quanh năm chỉ biết có ruộng đồng, bi kịch ấy như mới chỉ ngày hôm qua, hai đứa con gái bị tâm thần nhẹ, chúng hiền và chẳng biết chuyện gì, nên khi bị hai anh em trai bắt làm chuyện đồi bại cũng không biết gì để phản kháng. Đến giờ, mọi thứ với gia đình bà đã đi vào ngõ cụt, đứa nào thì cũng là con của bà. Vậy mà giờ đứa thì tù tội, đứa thì lỡ dở, lại thêm đứa cháu bất hạnh. Cuộc đời vợ chồng bà đã như những mảnh gương vỡ nát. Nhắc đến hai đứa con vẫn còn trong khám, bà mẹ đáng thương ấy vẫn bên con, vì làm mẹ đâu ai muốn con mình như thế. Kẻ hại người và kẻ bị hại đều là máu mủ bà đứt ruột đẻ ra. Bà kể, chỉ mới có thời gian thăm Hồng và Thắng 3 lần. Theo lời bà thì Thắng và Hồng đều hiền khô, tuy tính tình lầm lì, ít nói. Ngày bà vào trại giam thăm con, thằng nín thinh, thằng chỉ hỏi ba làm gì, má làm gì. Nghĩ tới cảnh nhà nghèo khó và đứa cháu gầy như con mèo nhỏ, bà chỉ biết dặn chúng, ở nhà khổ lắm, gạo sáng gạo chiều, con ráng lao động tốt, má 60 tuổi, má mần hết nổi rồi. Rồi bà về quằn gánh mưu sinh lo cho cả nhà, mình bà không lo nổi, bà lại đi lục tìm giấy chứng nhận liệt sĩ của cha bà, để làm đơn xin giảm án cho con. Hai đứa nó bị kết án 9 năm tù, giờ giảm còn 4-5 năm để chúng còn về phụ giúp tôi nuôi sống gia đình, bà P nói đầy tuyệt vọng. Chiều ngày 13 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Sóc Trăng phạt Lê Văn Thắng 20 tuổi và anh trai Lê Văn Hồng 22 tuổi ngụ xã Trường Khánh, huyện Long Phú, Sóc Trăng cùng mức án tù chung thân về tội hiếp dâm trẻ em. Hai nạn nhân bị Thắng và Hồng cưỡng bức không ai xa lạ mà chính là em ruột của các bị cáo. Tại tòa, Thắng khai, đêm ngày 18 tháng 12, Thắng đi nhậu ở đám cưới về đến nhà, thấy em gái 11 tuổi đang ngủ say nên dùng vũ lực cưỡng bức. Mặc cho nạn nhân phản ứng, gần một tuần sau, người anh tiếp tục hãm hại em gái. Khi biết chuyện, bà Trần Thị Biệu, mẹ của Thắng, đến công an xã Trường Khánh tố cáo hành vi đồi bại của con trai. Tại cơ quan điều tra, Thắng không chỉ thừa nhận tội lỗi mà còn khai thêm rằng đã nhiều lần cùng anh trai là Lê Văn Hồng hiếp dâm đứa em gái 15 tuổi vào năm 2010. Hậu quả làm nạn nhân có thai, sinh ra con trai vào tháng 4 năm 2012. Kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự phía Nam, bé trai của nạn nhân bị hiếp dâm là con ruột của Hồng.